Livestream bán quần xịp. Cứu với! Cháy! Cháy! Cứu với! Cháy! Cháy! Trời ơi! Số tôi thật là... Đúng là ông trời không có mắt mà. Trời, hanh khô thế này, một tí củi lửa là nó bén ngay được. Cũng là việc ngoài ý muốn, anh chị đừng quá đau buồn. Nhà em có mỗi túp liều tranh để che mưa nắng, giờ cháy mất thế này, biết ở nơi đâu. Thôi, việc đã rồi, anh chị có khóc lóc cũng chả giải quyết được gì. Tôi thấy anh nhà cũng khỏe mạnh, mà cửa tiệm vải của tôi đang cần người trông coi. Nếu anh không ngại, tôi sẽ tuyển anh vào làm. Cảm ơn ông quá, ơn này của ông con không dám quên. Con nguyện làm thân trâu, làm ngựa để đền ơn ông. Được, chỉ cần anh chăm chỉ, trung thực làm việc, rồi sau này chả mấy mà dựng lại được mái nhà. Mai anh đến tiệm rồi tôi thu xếp cho anh việc mà làm. Hai vợ chồng con đổi ơn ông. Mời các bà các ông vào mua hàng ạ. Cửa tiệm đang nhập nhiều mẫu mới đẹp lắm. Mời cô vào xem hàng. 5 năm sau. Sao đã khuya rồi mà ông còn chưa đi ngủ? Lạ quá. Suốt mấy tuần nay tôi không phát hiện ra điều gì lạ. Ấy vậy mà đến cuối tháng này cộng dồn lại thì số hàng bán ra lại không khớp với số hàng nhập vào. Vậy thì còn kêu lạ cái gì nữa? Thế này á thì chắc chắn là đã có đứa ăn cắp hàng. Mà ăn cắp rất khéo nữa là khác. Nhưng ăn cắp bằng cách nào? Bà cũng biết tôi quản lý người làm rất chặt rồi cơ mà. Ờ, bằng cách nào thì tôi chưa rõ. Anh hai thủ kho, ra nhận hàng nào. Vâng, tôi cũng đang kiểm kê số lượng đây. Hàng họ để đấy đã, thằng khoai đâu? Gọi hết cả người làm vào trong này, ta bảo. Vâng, thưa ông. Thưa ông, có chuyện gì vậy ạ? Hàng đang nhập cần có người mang vào cửa hàng. Tháng vừa rồi, khi ta kiểm tra sổ sách, thấy có hiện tượng hàng bị mất cấp. Số hàng bán ra lại ít hơn so với số hàng nhập vào. Trong số các người, ai đã có gan làm thì nhận đi. Nếu thất thoát ở khâu kiểm kê thì chỉ có anh Khoai với anh hai thôi. Phải đấy, là thủ quỹ của mấy cửa hàng cơ mà. Ông ơi, thật sự không phải con làm việc ấy đâu ạ. Con ở nhà ông từ nhỏ, công việc nào cũng qua tay con. Con không có tính tắc mắc ấy bao giờ. Ban cho con quá ông ơi, con cũng làm thủ kho ở đây bao nhiêu năm. Nếu con có lòng dạ gian dối thì ông phải phát hiện ra ngay chứ. Hơn nữa, ngày xưa ông còn có ơn lớn với con. Làm sao con có thể qua mặt ông mà làm điều đó được. Ta cũng hy vọng không phải ai trong các anh. Thôi, còn ít sổ sách, anh làm nốt cho tôi nhé. Tôi về không muộn. Con chào ông, con về. Ừ, anh về nhanh đi. Trời sắp nổi cơn giông to rồi đấy. Thôi, tôi về nhé. Trời tối đến nơi rồi mà nó cứ khư khư đổi cái nón. Lạ quá. Anh hai, đứng lại đã. Cho tôi mượn cái nón trên đầu anh. Ông mượn nón của con làm gì kia ạ? Nó đã rách lắm rồi. Thì anh cứ đưa cho ta xem, có gì mà phải giấu giếm thế. Tấm vải này ở cửa hàng kia mà, sao anh lại mang về nhà làm gì? Ra là anh. Bẩm ông, con trót dậy. Xin ông nể tình con đã làm trâu làm ngựa cho ông từ lâu mà tha cho con. Không thể tha được. Thế hóa ra xưa nay thỉnh thoảng anh lại thẩm thục một tấm vải thế này. Bảo sao sổ sách số liệu vẫn khớp mà không thể phát hiện ra được. Lập tức trói nó lại, đem lên cho quan huyện. Con ăn cắp, nhưng một tấm vải này thì có là gì đâu so với cả cơ ngơi của ông. Ăn cắp một thứ nhỏ như vậy có đáng tội lớn như vậy không? Ông có thể đánh con, đuổi con đi, nhưng không thể trói con rồi đem lên quan huyện được. Anh nói một tấm vải không đáng là bao ư? Một ngày một tấm vải, nghìn ngày nghìn tấm vải. Anh trót lỡ một lần thì sẽ có nghìn lần như thế. Hỏi tôi đã bị thiệt hại bao nhiêu? Thùng cưa gỗ đứt, nước chảy đá mòn. Nếu anh coi một lần ăn cắp này không là gì thì thử hỏi ăn cắp bao nhiêu mới được gọi là ăn cắp đây. Tất cả mọi người nghe đây, đây chính là bài học cho các ngươi. Ta sẽ không tha mà xử lý nghiêm
để mọi người lấy đó mà làm gương cho mình. Một lần rồi sẽ có lần thứ hai, rồi có lần thứ 10. Khi đó thì không ai có thể tha thứ cho mình được nữa. Thật uổng công ta đã cưu mang anh lúc bần hàn, mà giờ chỉ vì lòng tham trước mắt, anh đánh mất luôn cả lòng tin tưởng của ta lẫn phẩm giá con người anh. Lý do của con. Cô An, vào đây đã, trời đang mưa to. Dạ thôi chị, em tranh thủ lúc cháu đang ngủ, em khóa cửa sang chị Linh xin cho cháu ít sữa. Giờ phải về ngay, kẻo cháu nó tỉnh không thấy mẹ lại khóc. Khổ thân hai mẹ con quá à. Em cầm cái ô che mà về này, ướt hết cả rồi. Thôi em cảm ơn chị, em chạy ù tí ấy mà, nhà ngay đây rồi. Rõ khổ, con bé nết na, xinh xắn thế mà số phận éo le. Đã mồ côi cha mẹ, chồng thì mất giữa lúc đang bụng mang dạ chữa. Tội nghiệp quá. Con ngoan, mẹ thương. Mười năm sau. Các em viết chậm thôi, chú ý chính tả nhé. Thầy đọc tiếp này. Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ đã nuôi em khôn lớn từng ngày, tay bồng bế sớm khuya vất vả, nhắm mắt rồi lại mở ra ngay. Những câu thơ này nói về việc cha mẹ chăm sóc con khôn lớn rất vất vả. Vậy mà mình không còn cha nữa, mẹ đã một mình chăm sóc cho mình, nghĩa là mẹ đã vất vả gấp đôi. Cháu chào bác Ngọc. Tí đi học về rồi hả cháu? Vào đây nào. Dạ vâng ạ. Hôm nay mẹ cháu đi giao khăn đan cho tiệm đồ trên tỉnh cơ, nên sẽ về muộn đấy. Hay cháu ăn cơm trước với bác nhé. Dạ thôi, cháu đợi mẹ ăn cơ. Mẹ cháu ăn một mình sẽ buồn lắm. Tí ngoan lắm, biết thương mẹ An ghê. Bác Ngọc ơi, giá mà cháu có ba bác nhỉ, thế thì mẹ cháu sẽ vui hơn phải không bác? Nhưng mà bác ơi, ba cháu mất rồi, làm thế nào mà cháu lại có ba hả bác? Chuyện này bác phải nói thế nào cho tí hiểu nhỉ? Cháu hỏi mẹ An, mẹ cháu cũng bảo là cháu không hiểu được đâu, rồi mẹ chẳng trả lời gì cả. Bác Ngọc nói cho cháu biết đi mà, bác nói đi bác. Nếu có một người đàn ông độc thân kết hôn với mẹ cháu, thì lúc ấy cháu sẽ có ba, đó là ba dượng của cháu. Nhưng nếu cháu có ba dượng, thì khả năng cháu cũng sẽ có thêm các em nữa. Mà mẹ cháu thì chỉ muốn dành hết tình cảm cho cháu thôi, nên mẹ không muốn cháu có ba dượng. Dạ, nếu có ba, mẹ cháu sẽ không phải đi làm về muộn nữa, sẽ không phải thức cả đêm để đan khăn áo cho người ta nữa, phải không bác Ngọc? Mẹ cháu sẽ đỡ vất vả, nhưng mẹ cháu đã hy sinh tất cả vì cháu đấy. Dạ. Tí của mẹ viết chữ đẹp lắm. Mẹ ơi, hôm nay thầy mới dạy chúng con bài thơ Nói với em đấy. Hay lắm mẹ ơi, con đọc cho mẹ nghe nhé. Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió, sẽ được nghe thấy tiếng chim hay, tiếng lích chích chim sâu trong lá, con chìa vôi vừa hót vừa bay. Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ đã nuôi em khôn lớn từng ngày, tay bồng bế sớm khuya vất vả, nhắm mắt rồi lại mở ra ngay. Tí, sao em gạch xóa lung tung thế kia mà không chịu làm lại, lại ngồi đó khoanh tay thế? Em không làm nữa, em không thích. Trời ơi Tí, sao cuốn nào em cũng bôi xóa, gạch bẩn hết cả thế này. Chào chị có phải là mẹ cháu Tí không ạ? Tôi là thầy giáo chủ nhiệm lớp cháu Tí. Vâng thưa thầy, tôi là mẹ cháu đây ạ. Cháu Tí có chuyện gì rồi sao mà thầy tới tận nhà tôi tìm ạ? Chị đừng lo, tôi tiện đường nên ghé qua một lát thôi mà. Thầy đã tới gặp mẹ. Cháu Tí bình thường rất chăm ngoan, nhưng gần đây cháu học không được tập trung. Sáng nay xem vở cháu, tôi thấy cháu gạch xóa lem nhem. Dạ, vở viết của con thầy giáo thu hết rồi mà,
Bây giờ hôm nào cuối giờ thầy cũng thu về chấm. Nhưng con không gạch xóa gì đâu, chỉ là viết hơi xấu một chút thôi. Mẹ tin con đi ạ. Mẹ tin tí, nhưng hôm nay nghe thầy chủ nhiệm của con nói mà mẹ lo quá. Con nhớ tập trung vào nhé, kẻo không kịp đâu, bài vở ngày càng khó, chẳng mấy mà cuối cấp rồi. Dạ. Tí, em mau xin lỗi bạn đi. Hôm nào tí cũng phạm lỗi, không nghe lời thầy giáo chỉ bảo, còn đánh cả bạn. Chị ạ, dạo này cháu tí lại liên tiếp phạm lỗi, hầu như không chịu nghe lời thầy. Cả giờ học chỉ ngồi gạch xóa vào vở. Hôm trước tôi có hỏi thì cháu bảo cuối giờ thầy thu vở, nên gần đây tôi cũng không xem vở của cháu. Tôi không bao giờ thu vở về cả, để các cháu về nhà còn xem lại bài. Vậy là cháu nói dối chị rồi. Chiều nay cháu còn đánh cả bạn trong lớp, rồi tự ý bỏ cả tiết học. Tí, con mau ra đây. Sao con dám nói dối mẹ là thầy giáo thu vở? Sao con đánh bạn hả tí? Mẹ đã luôn tự hào về con mà con hư đốn thế sao? Tí, em có chuyện gì phải không? Trước nay em luôn là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ cơ mà. Con xin lỗi. Lý do của con là gì? Có phải vì mẹ quá chiều con nên con hư đốn thế này không? Mẹ ơi, nếu con phạm lỗi nhiều lần, thầy sẽ đến nhà gặp mẹ. Thầy giáo của con còn độc thân và thầy rất hiền nữa. Nếu có một người đàn ông độc thân kết hôn với mẹ cháu, thì lúc ấy cháu sẽ có ba. Đó là ba dượng của cháu. Nhưng nếu cháu có ba dượng thì khả năng cháu cũng sẽ có thêm các em nữa. Mà mẹ cháu thì chỉ muốn dành hết tình cảm cho cháu thôi, nên mẹ không muốn cháu có ba dượng. Dạ, nếu có ba, mẹ cháu sẽ không phải đi làm về muộn nữa, sẽ không phải thức cả đêm để đan khăn áo cho người ta nữa, phải không bác Ngọc? Ừ, mẹ cháu sẽ đỡ vất vả, nhưng mẹ cháu đã hy sinh tất cả vì cháu đấy. Mẹ đừng khóc nữa. Nếu biết mẹ sẽ buồn thế này, con sẽ không làm thế. Con không cần ba nữa, con chỉ cần mẹ vui thôi. Con ngốc của mẹ, mẹ chỉ cần con ngoan thôi. Khó khăn nào mẹ con mình cũng sẽ cùng vượt qua, con nhé. Vâng ạ, con sẽ không bao giờ nói dối mẹ nữa. Tôi xin lỗi thầy, tất cả là lỗi của tôi. Cháu tí... Không, chị An không có lỗi gì cả. Chị là một người mẹ rất thương con. Tôi rất không phục chị. Tí, thầy đã hiểu lầm em rồi. Mong ước của em rất chính đáng. Tất cả xuất phát từ lòng hiếu thảo của em với mẹ. Từ nay, hứa với thầy hãy luôn chăm ngoan. Thầy sẽ luôn ở bên giúp đỡ em. Đừng lo gì cả, em nhé. Dạ. Chiếc cột bươm bị gãy. Một chuyến ra khơi thật tuyệt vời, biển cả hùng vĩ biết bao. Đang có bão lớn, mọi người mau vào vị trí và giữ chắc cột bươm. Nghiêm phong vũ, chuyển tinh thần. Trung viện đã đánh kỹ chân mình rồi. Cột bươm đã bị gãy rồi, phải làm sao thưa thuyền trưởng? Chúng ta phải thay chiếc cột bươm khác thôi. Ôi, mọi người sẽ làm gì với tôi chứ? Đừng vứt tôi đi như một kẻ vô dụng. Tôi đã vẫy vùng bao năm trên biển lớn. Tôi có thể xin chiếc cột bươm này về được không ạ? Được, cậu có thể dùng nó tùy thích. Vậy là chú mày đã có một hình hài mới rồi nhé. Tuy không còn là người khổng lồ giông bươm ra khơi, nhưng chú mày vẫn có thể đạp sóng cùng với hai cha con ta. Một người hùng trên biển như tôi sao bây giờ lại thất thế đến như vậy? Chèo một chiếc thuyền thúng ư? Thật là buồn cười đấy. Thích quá cha ơi, mái chèo này đẹp quá. Hôm nay chắc sẽ câu được nhiều mực lắm đây. Quá, mực đã cắn câu cha ơi. Cột buồm tôi đã chứng kiến hàng tấn cá tôm nhảy lách tách trên thân tàu. Sao cuộc đời tôi lại có ngày trượt dốc như thế này chứ? Cha ơi,
Hôm nay cha dạy con chèo thuyền nhé. Mái chèo nặng lắm đó con. Con chèo nổi không? Được chứ cha. Ôi, nó có nhiều vết nứt quá con trai à. Con phải chờ ba làm một cái chèo mới rồi. Vậy là chiếc mái chèo này đã vô dụng và con chưa được học chèo thuyền hôm nay hả ba? Trời ơi, người hùng như tôi đã phải hạ mình làm một chiếc mái chèo tầm thường mà cũng không xong. Bây giờ tôi sẽ thế nào chứ? Họ sẽ làm gì với tôi bây giờ đây? Tôi đã vô dụng thế sao? Nếu như chúng ta chịu khó sáng tạo, sẽ chẳng có gì là vô dụng con trai à. Con có muốn có một chiếc thuyền gỗ không? Ba, ba sẽ lấy mái chèo này đẽo thành thuyền cho con hả ba? Thích quá, thích quá. Trời ơi, tôi sắp sửa trở thành thứ đồ chơi trẻ con sao? Sao cuộc đời của tôi càng lúc càng đen tối thế này? Quá, chiếc thuyền đẹp quá. Con cảm ơn ba. Con thích nó chứ? Con thích lắm. Ba thật là tài năng. Sao cái gì hỏng, ba cũng làm nó sống lại được vậy. Chỉ cần chúng ta hài lòng với cuộc sống và nghĩ rằng mình có ích, dù là một chiếc cột bườm, mái chèo hay chỉ là một con thuyền đồ chơi cũng đều có giá trị riêng con à. Toàn là lý thuyết suông, chẳng ai thích từ vĩ nhân lại trở thành tiểu nhân thế này cả. Ba ơi, con thuyền này chắc là nhớ biển lắm đây. Mình nhất định phải thoát khỏi chỗ này. Mình sẽ tìm về với biển để vùng vẫy trong sóng lớn. Tuyệt quá, cơ hội của mình đã tới rồi. Mình sắp được về với đại dương rồi. Không, ba ơi, con muốn chiếc thuyền của mình. Phải nhanh đi tránh bão thôi con, rồi cha sẽ làm cho con một chiếc thuyền khác. Khó thở quá. Ở dưới này khác hẳn khi mình còn là một cột bườm trên thân tàu. Ôi, gãy răng tôi rồi. Khoan, cứu tôi, cứu tôi. Chẳng phải ngươi vẫn ao ước được vùng vẫy giữa đại dương sao? Chẳng phải ngươi vẫn chán nản với cuộc sống tầm thường của mình? Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ giống như khi tôi còn là một chiếc cột bườm to lớn. Những thứ đã qua không thể trở lại được nữa. Những gì ngươi không thể thay đổi thì nên bằng lòng với nó. Nhưng ngươi đã không như vậy. Vâng, đúng là tôi đã luôn than vãn, không hài lòng với cuộc sống. Giờ tôi đã hối hận. Là một chiếc cột bườm thì tốt, là một cái mái chèo vẫn có ích, và là một chiếc thuyền đồ chơi cũng vẫn có thể mang tới niềm vui thơ bé. Đã quá muộn rồi. Kẻ luôn không bằng lòng với cuộc sống sẽ phải trả giá cho những mong muốn hão huyền của mình. Không, tôi không muốn. Tôi đã từng là một chiếc cột bườm rất lớn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.